lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hưng Yên đang đồng loạt triển khai nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy trên các tuyến giao thông trọng điểm và vào những khung giờ lái xe hay vi phạm. Đây là đợt cao điểm nhằm quyết liệt xử lý các trường hợp sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông. Đêm 26 tháng 5, nhóm phóng viên theo chân cán bộ chiến sĩ tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 4. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp cùng Công an huyện Khoái Châu tiến hành kiểm soát vi phạm nồng độ cồn trên một số tuyến giao thông trọng điểm. Ngay sau khi triển khai lập chốt trên đường DH57 gần ngã tư Dân Tiến, tổ công tác phát hiện tài xế điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 81A05750 trong hơi thở có nồng độ cồn. Qua kiểm tra của máy nồng độ cồn của chúng tôi là mức của anh là mức 0,046, của anh là mức 1 trong nghị định 100. Đây là hôm nay anh em sẽ lập biên bản và tạm giữ phương tiện của anh. Hẹn anh trong vòng 7 ngày sau anh sẽ đến công an huyện Khoái Châu để xử lý cái lỗi cồn của anh. Em uống một hai cốc bia thôi. Uống đâu ạ? Dạ uống, em làm nhà hàng ngay đây. Anh có biết là tham uống bia thì uống rượu? Dạ vâng, rồi em biết, em sai. Thực hiện cái chuyên đề của giám đốc công an tỉnh trực tiếp thực hiện trên địa bàn huyện Khoái Châu thì tổ công tác số 4 đã tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24. Qua đó chúng tôi đã xử lý nghiêm những cái trường hợp sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tiếp đó, tổ số 2 cắm chốt tại đường DH34, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ tiến hành kiểm tra hàng loạt phương tiện tham gia giao thông qua khu dân cư. Đến 22 giờ 30 phút đã kiểm tra xử lý 3 người điều khiển xe máy trong hơi thở có nồng độ cồn. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện để xử lý. Thì cái kế hoạch chuyên đề chúng tôi đã cùng với cả công an huyện, tôi đang tích cực tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường liên xã, huyện lộ để nhằm tăng cường xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là về việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh huy động trang thiết bị, phương tiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn. Lực lượng chức năng thành lập 10 tổ chuyên đề xử lý vi phạm tại 10 huyện, thị xã, thành phố từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 20 tháng 7. Đây là biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn những hành vi dễ dẫn đến tai nạn giao thông cho chính mình và người khác.